Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại chương trình Phong thủy Zakat. Lần đầu tiên thay mặt thầy Zakat cùng ban biên tập của chương trình xin kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn, tài lộc và bình an. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi Giáp Thìn 1964 vì thế mà thông minh sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành tựu trong công việc và cuộc sống, có uy quyền địa vị trong xã hội. Trong tháng 9, đường tài lộc của người tuổi Giáp Thìn vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, vì thế mà con giáp này không có quá nhiều thứ cần phải suy tư, vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ các tinh nâng đỡ. Những quyết định của tuổi Giáp Thìn trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi chuyện hiểu lầm đều được hóa giải. Con giáp này nên dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn. Cụ thể vận trình của người tuổi Giáp Thìn như thế nào trong tháng 9 âm lịch, mời quý vị cùng theo dõi video ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền và địa vị. Những người tuổi này thường thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Người tuổi Giáp Thìn thường có tính cách vui vẻ, thông minh, hoạt bát, năng động. Họ có giác quan nhanh nhạy, biết phân biệt phải trái, đúng sai. Giáp Thìn rất ngay thẳng, đôi khi hơi kiêu ngạo và thiếu kiên nhẫn. Họ rất ghét những người ngồi lê đôi mách, dũng cảm, kiên cường, cũng không ngại khó khăn. Tuy nhiên, họ lại sống thiếu thực tế, quá cứng nhắc, dễ làm mất lòng của người khác. Người tuổi Giáp Thìn thường có trí tuệ hơn người, làm việc rất rõ ràng và minh bạch. Họ thường đưa ra lời khuyên cho người khác, cũng như thường làm theo gợi ý từ ai đó nếu thấy điều đó đúng đắn. Tuổi Giáp Thìn đón tháng Canh Tốt khá êm đềm và suôn sẻ. Gia chủ có thể chịu một vài thiệt thòi vì anh em, bạn bè, nặng thì còn có thể làm sứt mẻ tình cảm. Bù lại gia đạo an vui, con cháu quây quần giúp tinh thần luôn thoải mái và yêu đời, không có gì muộn phiền. Xét về thiên can, giáp dương mộc gặp canh dương kim nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Giáp Thìn sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, cần chú ý, cẩn thận, xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi cho gia chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, tháng này đường công danh, sự nghiệp được nâng đỡ rất nhiều, tuy nhiên ít sự đột phá. Nếu vẫn đang đi làm, sự nghiệp nhìn chung sẽ hanh thông hơn, mọi việc tiến triển trong tầm kiểm soát của bạn. Tuy nhiên, có những thời điểm có vẻ như bản mệnh chưa chủ động nắm bắt cơ hội nên dễ bị bỏ lỡ. Lại thêm sức cạnh tranh tăng lên khá rõ, áp lực kèm theo đòi hỏi mệnh chủ phải chuẩn bị sẵn với tinh thần, đương đầu với mọi điều có thể xảy đến. Nếu có dự án hợp tác với anh em, bạn bè thì nên tránh, đa phần bản thân chịu thua thiệt, vất vả mà không hưởng lợi nhiều. Với những người làm công ăn lương, mặc dù làm việc chăm chỉ, bạn sẽ thấy khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy, cho bạn cảm giác rằng không có chỗ phát huy tài năng của mình và kìm nén niềm đam mê trong công việc ở một mức độ nào đó. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Zakat khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Zakat trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Giáp Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tình hình tài chính của gia chủ khá ổn định, cơ hội làm giàu vẫn có nhưng cần chủ động và nỗ lực nhiều hơn nữa. Còn nếu vẫn giữ tư tưởng an phận và chờ sung dụng thì bạn sẽ chẳng đạt được gì. Ngoài ra trong tháng này cần cẩn trọng khâu dùng người, phải biết phân biệt rõ người tốt kẻ xấu, không nên mù quáng nghe theo lời dụ dỗ của người không đáng tin. Tiểu hao hung tinh xuất hiện còn cho thấy bản mệnh đang có nguy cơ mất tiền hao của. Tuy số tiền mất mát không quá lớn, nhưng ở thời điểm kinh tế khó khăn như hiện giờ thì đó cũng là một vấn đề khá lớn mà tuổi Giáp Thìn phải đối mặt. Dù là anh em, bạn bè cũng cần phải tìm hiểu thông tin xác đáng, kẻo tiền mất mà tình cảm cũng tan vỡ. Bị người khác lợi dụng hoặc trực tiếp cướp đoạt tiền bạc, để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Zakat khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân thân tí thìn sẽ giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng.
Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này, sức khỏe của gia chủ không gặp phải nguy hiểm tiềm ẩn nào lớn, nhưng không thể tránh khỏi những bệnh vặt hoặc bệnh cũ tái phát do sinh hoạt thiếu điều độ. Do đó, bạn có thể phải đến điều trị bệnh viện. Nhưng đừng quá lo lắng, gặp đúng thầy đúng thuốc, bệnh sẽ sớm qua khỏi. Có điều sẽ phải tiêu tốn khoản phí không nhỏ cho việc điều trị đó. Các gia chủ tuổi Giáp Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Giáp Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Nếu đang sống một mình, bản mệnh không cảm thấy cô đơn vì xung quanh luôn có gia đình, bạn bè kế bên. Có người còn tìm được một người bạn đồng hành chăm sóc cho nhau lúc về già nữa đấy. Có thể ở cuối tuổi này, tình yêu đã không còn quá quan trọng, nhưng sự quan tâm và ấm áp từ nửa kia khiến bạn muốn mở lòng và tiếp nhận đối phương. Người đã có gia đình cần lưu ý, càng hạn chế các cuộc tranh cãi, ít hơn, thua bao nhiêu sẽ càng tốt cho mối quan hệ của cả hai bấy nhiêu. Nếu không, từ mâu thuẫn nhỏ sẽ biến thành gay gắt, gây rạn nứt tình cảm, thậm chí là đổ vỡ. Nhìn chung, gia đạo ăn vui, con cháu quây quần giúp tinh thần của mệnh chủ luôn thoải mái và yêu đời, không có gì muộn phiền. Vì thế bản mệnh nên tiếp tục chú ý giữ gìn sức khỏe, tham gia các hoạt động vừa với sức của mình, duy trì trạng thái tâm lý lạc quan, tích cực, vui vầy với con cháu. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa cục, xung Thìn, hình Mùi, hại Sậu, phá Mùi, tuyệt Thìn. Đối với những người tuổi Giáp Thìn trong tháng 9 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 9, tức ngày 30 tháng 9 dương lịch, có nạp giáp là Bình Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 9, tức ngày 12 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 9, tức ngày 24 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên buông tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Thìn trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 9, tức ngày 29 tháng 9 dương lịch, có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 9, tức ngày 11 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 9, tức ngày 23 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh riêng của mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong tháng 9 âm lịch sẽ giúp đỡ được quý vị phần nào trong cuộc sống có những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của chương trình.